Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào We Are Together with Russia, cho biết quân đội Nga đã bẻ gãy phòng tuyến của lực lượng Ukraine tại một số khu vực ở Zaporizhia, miền nam Ukraine, tiến sâu theo hướng Orekhovsko, khu vực làng Roboty, hướng Vremesco và củng cố các vị trí mà Nga đang kiểm soát. Cũng theo ông Rogov, lực lượng Ukraine đang gấp rút xây dựng các tuyến phòng thủ, bố trí các cấu trúc bê tông cốt thép sâu 3-4 mét, đào hào và các hố chống tăng, xây dựng các kênh liên lạc vì áp lực đến từ phía quân đội Nga. Lực lượng Nga đã khiến quân đội Ukraine thiệt hại nhiều nhân lực chỉ trong một ngày, sau khi phía Ukraine phát động phản công ở Vebos và Roboty. Ukraine đã phản công nhưng đều thất bại. Ông Dmytro Likova, người phát ngôn của nhóm tác chiến Tapria, Ukraine, cho biết lực lượng Nga đang quyết tâm giành lại Roboti. Họ liên tục luân chuyển và thay thế các đơn vị đã kiệt sức bằng lực lượng mới. Theo ông Likova, khoảng 50.000 binh sĩ Nga đang tập trung quanh Roboti, nhiều hơn 10.000 quân số so với thông tin mà tờ Telegraph Anh ghi nhận trong tháng 2. Hiện phía nga đang huy động các đoàn xe bọc thép lớn cùng các toán bộ binh quy mô nhỏ hoặc lớn để tập kích Roboty từ nhiều hướng khác nhau. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sytskiy đã thừa nhận tình hình ở một số mặt trận của Ukraine vẫn rất khó khăn. Ông cho biết có nguy cơ các đơn vị đối phương sẽ tiến sâu hơn vào trận địa chiến đấu của Ukraine. Những tháng gần đây, nga đã gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, đẩy lực lượng về phía tây để tiến vào các địa bàn do Ukraine đang kiểm soát. Trong khi đó, Kiev bị hạn chế bởi tình trạng thiếu hụt đạn dược và sự hỗ trợ lâu dài từ Mỹ vẫn đang bỏ ngỏ. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine nhấn mạnh trước tình hình cấp bách trên, tất cả các quyết định cần thiết về việc bố trí lực lượng tiếp viện ở những khu vực đang giao tranh ác liệt trên đã được đưa ra, trong đó bao gồm các toán quân mới, đạn dược và thiết bị tác chiến điện tử về phía mình hải quân Kyiv cho biết lực lượng không quân ukraine đã tiến hành cuộc tấn công thành công vào tàu chở dầu mechanic pogodin treo cờ nga hôm thứ ba ukraine cho biết quân đội nga đang sử dụng tàu này làm trung tâm chỉ huy cũng như để phóng máy bay không người lái fpv và mang theo thiết bị tác chiến điện tử evk Kyiv cáo buộc việc nga sử dụng tàu mechanic pogodin để giám sát và kiểm soát đã khiến tàu trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp một đoạn video ngắn đã được lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải, dường như ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tấn công vào tàu chở dầu. Đoạn clip cho thấy một vụ nổ lớn ở một đào con tàu và một đám khói đen cồn cuộn bốc lên. Những mảnh vỡ có thể được nhìn thấy rơi xuống vùng nước xung quanh con tàu. Newsweek cho biết không thể xác minh độc lập đoạn phim. Nhưng Trung tướng Mykola Omitchuk, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine đã xác nhận vụ tấn công và gửi lời cảm ơn đơn vị đã tiến hành hành động quân sự chính xác nhằm phá hủy trung tâm chỉ huy nổi của lực lượng Nga. Hải quân cho biết, con tàu này đã cập cả Kherson, miền nam Ukraine trước khi di chuyển đến Kinboom Speed. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Ngày 13 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ hai trực thăng vận tải quân sự của Ukraine tại vùng Donetsk. Hai trực thăng bị phá hủy gồm một chiếc Mi-8 và một chiếc Mi-17. Cuộc tập kích diễn ra tại một sân bay giã chiến gần làng Novo Pavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46 km. Trong đoạn video, UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra ba trực thăng của Ukraine đang đỗ trên một khu vực trống, bên cạnh là một xe tải và một phương tiện tiếp tế khác. Ngay khi xác định được mục tiêu, quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để tập kích các phương tiện của đối thủ. Sau đòn tấn công chính xác, hai trực thăng của Ukraine đã phát nổ và bốc cháy dữ dội. Chiếc trực thăng còn lại đã kịp thời sơ tán. Mi-8 là trực thăng quân sự đa nhiệm, có thể dùng cho mục đích vận tải, trinh sát hoặc tấn công mặt đất. Trực thăng này có chiều dài 25,24m, cao 5,65m, nặng 7,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn. Với biến thể tấn công mặt đất, trực thăng này có thể mang theo súng máy cỡ nòng 7,62mm hoặc 12,7mm, tên lửa chống tăng, bom và các loại vũ khí khác để gia tăng độ chính xác cho các đợt tấn công, Mi-8 được trang bị kính nhìn đêm và hệ thống đo cự ly bằng laser. Mi-17 là trực thăng quân sự đa năng, nặng khoảng 12.000 kg, tải trọng tối đa 4.000 kg. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người và có thể vận chuyển rất nhiều binh lính tối đa 40 người, nhưng thường là 20 đến 30 người. Tốc độ tối đa của Mi-17 là 250 km/h, tầm hoạt động khoảng 590 km mẫu trực thăng này có thể sử dụng được nhiều loại pháo tự động và tên lửa phổ thông. Trong một diễn biến khác, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong đêm thứ hai liên tiếp. Các cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng và đã đốt cháy ít nhất một nhà máy lọc dầu. Thống đốc vùng Ben Gorod via Cheslav Gladkov cho hay, 5 người bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực trong hai ngày qua. Cùng thời điểm, lực lượng phòng không Liên bang Nga tuyên bố đã phá hủy thêm 7 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ Belgorod và Voronezh. Theo báo Pravda, quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy hơn 1.000 hệ thống phóng tên lửa đa nòng, 715 hệ thống phòng không, 347 máy bay cánh cố định, 325 trực thăng, hơn 8.000 máy bay không người lái UAV chiến thuật, 1.919 tên lửa hành trình, một tàu ngầm, 26 tàu chiến, 1.600 trang thiết bị đặc biệt cùng gần 14.000 xe chở nhiên liệu và phương tiện khác của các lực lượng Moscow trong hơn 2 năm giao tranh. Giới chức Nga hiện vẫn chưa phản hồi về các dữ liệu do phía Ukraine đưa ra. Ngày 13 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga thông điệp cứng rắn về việc nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được tổng thống putin đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước nga trong đó ông putin nói rằng ông hy vọng mỹ sẽ tránh gia tăng căng thẳng dẫn tới việc kích hoạt chiến tranh hạt nhân nhưng đồng thời ông nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân đó khi được hỏi liệu ông đã xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường ukraina tổng thống putin đáp rằng chưa cần phải thế nhà lãnh đạo nga cũng bày tỏ tự tin rằng moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở ukraine và để ngỏ cửa cho đàm phán ông nhấn mạnh bất cứ thỏa thuận nào cũng cần các bảo đảm chắc chắn từ phía phương tây tổng thống nga khẳng định việc phương tây gửi quân tới ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường thậm chí cả việc cung cấp vũ khí cũng không thay đổi được gì cả ngoài ra ông cũng tiết lộ rằng bộ ba hạt nhân của nước này sự kết hợp của các loại vũ khí hạt nhân được giải phóng từ đất liền trên không và biển tiên tiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác ông nói thêm từ quan điểm quân sự và kỹ thuật tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng vấn đề nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột ở ukraine hay không đã nhận được nhiều sự quan tâm thời gian qua Chia sẻ trên đài CNN tuần trước, hai quan chức cấp cao Mỹ cho biết, kể từ cuối năm 2022, Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho nguy cơ Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Joe Biden lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố, nếu có điều gì đó đe dọa đến sự tồn vong của đất nước chúng tôi thì vũ khí hạt nhân sẽ được triển khai ông nhấn mạnh rằng xét đến mức độ nghiêm trọng của chủ đề này thì không thể xem nhẹ nó. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã cảnh báo về nguy cơ xung đột nga-Ukraine sẽ có khả năng trở thành thế chiến thứ ba khi nhấn mạnh nhu cầu của Kiev về sự ủng hộ từ các đồng minh phương Tây. Ông Zelensky cho rằng nếu nga tấn công một quốc gia thuộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương NATO, đó sẽ là sự khởi đầu của thế chiến ba. Ở diễn biến khác, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan sẽ tổ chức đàm phán khẩn cấp về tình hình Ukraine tại Berlin vào ngày 15 tháng 3 tới. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa ra thông báo trên sau các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine tại thủ đô Washington của Mỹ. Phát biểu trên đài truyền hình nhà nước TVP, Thủ tướng Tusk cho biết, vào thứ Sáu tôi sẽ tới Berlin cùng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz để nói về tình hình này. Ông Tết cho rằng đây là cuộc gặp thượng đỉnh khẩn cấp và không có kế hoạch theo hình thức tam giác Weimar, định dạng hợp tác Pháp, Đức và Ba Lan, được thành lập năm 1991. Theo ông Tết, ba nước này có nhiệm vụ huy động toàn bộ châu Âu cung cấp viện trợ cho Ukraine. Ngày 13 tháng 3, Bỉ Chủ tịch Luân phiên của Liên minh châu Âu EU tuyên bố các nước thuộc khối này đã đồng ý cung cấp 5 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần trong kế hoạch cải tổ quỹ viện trợ do EU điều hành. Theo một bài đăng trên mạng xã hội X, các đặc phái viên từ 27 quốc gia thành viên EU đã đồng ý cải tổ Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu tại một cuộc họp ở Brussels. Bên cạnh đó, The Financial Times vừa qua đưa tin Ủy ban châu Âu đang thúc đẩy kế hoạch cấp cho Kiev tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ, từ những khoản lợi nhuận tạo ra từ tài sản Nga bị EU phong tỏa trong bối cảnh hỗ trợ tài chính từ Mỹ ngày càng suy yếu. Bài báo cho biết Brussels đang nhanh chóng đưa ra quyết định thu giữ tiền lãi kiếm được từ các tài sản Nga được giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear bắt đầu từ tháng 2 năm nay trở đi. Tờ báo dẫn lời các quan chức EU cho biết đợt tiền đầu tiên có thể được gửi tới Kiev sớm nhất là vào tháng 7 nếu Brussels có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong khối. Đề xuất này dự kiến sẽ được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU sắp tới phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản nắm giữ của Ngân hàng Trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Công ty Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro, tương đương 205 tỷ đô la Mỹ trong số đó và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua. Theo báo cáo, Brussels sẽ giải ngân từ 2 đến 3 tỷ euro tiền lãi do tài sản bị đóng băng tạo ra trong năm nay, tùy thuộc vào lãi suất. Các quan chức EU ước tính rằng tổng lợi nhuận thu được từ các quỹ của Nga do Euroclear nắm giữ có thể đạt 20 tỷ euro vào năm 2027. Vấn đề khai thác tài sản của Nga ngày càng trở nên quan trọng kể từ khi gói viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo chặn lại, khiến Kiev phải tìm kiếm các nhà tài trợ thay thế. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trước đó đã đề xuất sử dụng số tiền thu được để gửi vũ khí tới Ukraine thay vì tái thiết như kế hoạch ban đầu. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cũng cho biết rằng khối có thể sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để mua vũ khí cho Ukraine thông qua Cơ sở Hòa bình Châu Âu, một cơ chế ngoài ngân sách được sử dụng để chuyển vũ khí cho Ukraine trong khi đó một số nước phương tây vẫn bị chia rẽ về việc dùng tài sản phong tỏa của nga để viện trợ cho ukraine trong khi mỹ và anh ủng hộ việc trực tiếp tịch thu tài sản một số quốc gia thành viên eu bao gồm cả pháp và đức gần đây đã cảnh báo rằng động thái này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tài chính và làm xói mòn niềm tin vào vị thế đồng tiền dự trữ của đồng euro Moscow đã cảnh báo nghiêm khắc rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài. Bộ Tài chính Nga trước đó cảnh báo rằng bản thân các quốc gia phương Tây vẫn nắm giữ cổ phần ở Nga và có thể gặp nguy hiểm nếu tài sản bị đóng băng của Nga bị khai thác.